MLMS Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của MLMS Bình Dương nha. Hiện tại thì MLMS đang có mặt tại Bảo tàng Hoa Duyên Nghĩa Trang Bình Dương, tức là Linh Hoa Tuệ Đàn. Thì như các cô chú anh chị thấy ha, Linh Hoa Tuệ Đàn được thiết kế theo một cái phong cách đó chính là núi non hùng vĩ và được tứ linh long lăng quy phụng trắng yểm trắng dữ ở đây ha. Đó, rất là độc đáo luôn. Thì có lẽ là MLMS cũng rất là ít khi mà lên cái Linh Hoa Tuệ Đàn để quay hình cho tất cả quý cô chú nha. Thì hôm nay có dịp quay hình một cái đám tang cũng rất là lớn tại Hoa Duyên Nghĩa Trang. Thì MLMS sẽ lên trên tầng 1 của Linh Hoa Tuệ Đàn để ghi hình, để chia sẻ cho tất cả bà con cô bác nha. Để xem coi là trong thời gian vừa qua thì bên phía Hoa Duyên có những cái thay đổi gì hay không đối với là cậu Năm. Thì mời tất cả bà con cô bác cùng với 15m sẽ vào tham quan Linh Hoa Tuệ Đàn nha. Thì trước khi vào Linh Hoa Tuệ Đàn thì chúng ta sẽ đi vào gì bà xã? Cái dây này đi vậy? Dây tơ hồng. Dây tơ hồng không trồng mà mọc. Thì trước khi mà chúng ta vào Linh Hoa Tuệ Đàn thì chúng ta sẽ thấy ngay một cái khu vườn, cái tầng dưới cùng ha, đó chính là một cái khu vườn và có một cái hai bên là hai cái hồ cá nha. Và ở đây thì có những chú cá thậm chí là to hơn cả người của mình nữa, rất là to lớn luôn. Thì bây giờ MLMS sẽ quay toàn cảnh cho tất cả quý cô chú anh chị xem nha. Nước thì hơi đục nên không biết là các cô chú anh chị có thấy hay không. Wow, đây là chú cá hải tượng, không biết là cô chú anh chị có thấy hay không nha. Để MLMS phóng to cho tất cả quý cô chú anh chị xem nè. Đó, chú cá hải tượng ha, cái vây hồng hồng đó. Đây, chú cá hải tượng rất là lớn luôn, đang bơi ha. Con đó, đây là chú cá hải tượng nặng gần cả trăm ký, hơn trăm ký ha, hơn 100 ký. Trời ơi, coi kìa, to to khiếp thiệt. Cái tượng ở giữa rất là bự ha, mà nó gần nửa cái tượng. Mà hiện tại thì 15m được biết là có 5 chú cá hải tượng ở đây, 5 chú và 6 chú gì đó. Thì 15m sẽ đi một vòng ha, để quay hình cho tất cả quý cô chú anh chị xem luôn. Đây là những chú cá nhỏ nhỏ ha. Wow, có một chú cá tai tượng gì nữa đó. Đây là chú cá hải tượng thứ hai nè, thứ ba đằng kia, 5, 6 trốn đâu rồi. Quay cá rô phi. Đó, thì bây giờ 15m sẽ cùng với anh Minh chúng ta sẽ lên tham quan ở cái tầng 1 ha. Tầng 1 là tầng trên nè, để xem coi là mộ cậu có thay đổi gì hay không. Đó, thì như các cô chú các anh chị thấy ha, đầu tiên là chúng ta sẽ thấy ngay các du khách đến viếng mộ của cậu Năm. Thì sau khi viếng mộ thì lên trên Linh Hoa Tuệ Đàn luôn nè, để tham quan. Rồi, con cá trê trắng nè, con cá này chắc lần 10 cân mì kia 10 kg con quá cô, to ghê ha. Trời ơi, con cá nè, con này chắc 50 kg quá ha cô. Đó, trời ơi, to. Những con cá trê trắng rất là khổng lồ. Rồi, con cá trê nè, con cá trê dài gần cả mét luôn. Gì hả cô? Đó, đây 15m quay cho tất cả quý cô chú anh chị xem nha. Con cá trê này dài gần 1 mét luôn á. Trời ơi, nó to. Cá này có chục, trên chục ký. Con đó chắc chục ký hả cô? Ừ, chục ký. Rồi. Bây giờ mình lên trên đi. Thôi, bây giờ mình sẽ lên trên bên trên nha.
lên trên Linh Hoa Tuệ Đàn, lên tầng 1 nha. À, Thành Cậu nằm ở trên đây. Chúng ta sẽ lên trên tầng 1 nha. Này coi là tầng 1 đúng không bà xã? Em cũng biết nữa, ở dưới đó là 1, ở đây là 2. Vậy là tầng mấy? Tầng mấy? Nó nhiều ý nghĩa. Wow, mới lên là thấy hình ngay hình, thấy ngay hình của cậu ha. Chúng ta bỏ dép ở ngoài đây nha bà xã. Đúng rồi. Ôi ôi. Đó. Ồ, những tấm hình xếp tới đâu ngoài đây luôn hả bà xã? Và trước tiên em cầm đi để anh thắp nhang cho. Trong khi chờ 15 mét thắp hương thì em sẽ đi một vòng cho cô chú có thể là cập nhật ha. Wow, con cái cánh hình mới đẹp quá cô chú anh chị ơi. Minh Thuận, Sóc Trăng. Ôi đẹp quá cậu ơi. Tấm hình này cái lúc cậu chắc còn trẻ cô chú anh chị, nhìn đẹp quá. Mỗi lần mà nhìn những cái tấm hình này là bao nhiêu cái kỷ niệm của mấy anh em gắn bó và những cái cô chú khán giả anh chị dành những cái tình cảm và gửi gắm vào cái bức ảnh. Ủa, em lên đây. Ủa sao đây cái tấm hình giống mình vậy? Ừ. Ui. Có một cái tấm hình cậu nha. À, ở đây là cậu một khán giả tên là Ninh Thuận. Ninh Thuận hay Minh Thuận? Không biết luôn á. Cái đó Minh Thuận hay Ninh Thuận? Hình như là Minh Thuận á, Minh Thuận Sóc Trăng. Minh Thuận Sóc Trăng. Kính Dân. Tại cái chữ N nó giống chữ công dân như trên M nha. Đó, trời ơi, cái hình cậu đẹp quá ha. Ừ, quá đẹp luôn. Ồ, đây có lẽ là cái hình đâu. Gần đây nhất ha. Thì lâu lâu thì 15 mét vẫn lên Linh Hoa Tuệ Đàn để cập nhật cho tất cả bà con cô bác xem ha. Đó, đây là cái khung cảnh xung quanh Linh Hoa Tuệ Đàn nè. Bà Lâm Mết sẽ quay toàn cảnh cho tất cả quý cô chú anh chị xem ha. Thang máy khu vực này. Ở đây thì có một cái cây đàn. Những cái kỷ vật của những nghệ sĩ, phu tú, nhà thơ, nhà văn. Đoàn làm phim nè. Của đạo diễn Lê Dân. Sao nghe tiếng giống tiếng của anh Minh đó ta? Không hả? Ôi! Hèn gì? Trời ơi! Em cảm anh, em cảm anh. Nhạc sĩ Hoàng Trang. Ô, cái đàn này có nhạc sĩ Hoàng Trang nè. Làm gì có anh nói. Bên đây nè. Có đây nè. Hả? Ừ.
anh áo vàng nói vậy nè, làm gì có ảnh mới đâu. À, mới em không? Mới mà qua do bữa giờ mình chưa có lên đây cập nhật được. Hôm nay là mình có dịp ghé đây để cập nhật cái ảnh mới cho chị. Quá đẹp luôn. Nét nào là ra nét đó ha. Đây, đây là những cái quà của cậu. Những cái quà của cậu ha. Rồi cuốn album. Cái nét nào yêu đời? Cái tấm màu xanh này là sao? Đang yêu đời. Đang yêu đời. Tấm này si tư. Tấm kế tiếp. Si tư. Tấm này là tiểu tử, ô lộng, tài tử. Không phải tài tử. Thế này là đây quá hiền nên bị cái... Này lãng tử hay tài tử? Nào, nào. Này là quá lãng tử. Cái này là gì? Này đây khuôn mặt u tư. U tư tức là ông dùng từ ra thiệt chứ. Khuôn mặt thầy giáo. Khuôn mặt thầy giáo. Còn khuôn mặt này. Cái này không, anh mới xin lỗi cậu nha, tại vì cái nãy lỡ làm cái gì mà tiểu tử. Ông tặng chữ đó nhìn ổng quay phong không? Dạ, con xin lỗi cậu, con lỡ lời. Con nói là tài tử hoặc là lãng tử mà con không nói, con nói cậu là tiểu tử luôn. Con bị lẹo lử, xin lỗi cậu. Dạ, con không muốn gì đâu. Ồ, khán giả đứng viếng nè. Đó, khán giả đến viếng cậu. Để 15S xem coi có tấm nào mới nữa hay không nha, đi cập nhật. Ở bên kia có tấm hình mới cập nhật chưa? Chưa. Đây, qua đây. Dạ. Hả? Qua đây. Không, tại vì... Bên em cầm phụ chưa? Có cầm phụ gì không? Không, ổn. Đó. Tấm hình mới cập nhật cho bà con xem anh. Bà con cũng đến rồi đấy ha. Khi mà bà con đến ở dưới mẫu chú xong thì bà con sẽ đến đây. Bà con Đồng Tháp ha. Đó, hình mới hết chưa? À, tấm hở là đẹp ha. Có nhìn là những cái hình ảnh mới của chú thì mình càng có những cái cảm xúc rất là tuyệt vời ha. Cũng như nó dâng trào thêm. Ở sau chú, mà đặc biệt cái điều đây là ngẫu nhiên, ở sau chú lại có là cái bức tượng cao của nghệ sĩ ưu tú Hinh Sang. Dạ. Đó, đây mà nghệ sĩ ưu tú Hinh Sang thì chú Vũ Linh rất là tôn kính, kính trọng. Ở đây mà sao lại cũng hợp có cái duyên ha, và có cái đau của ông Bạc Đàn Anh đúng không ạ? Đàn anh mà được ở đấy sau lưng chú mà đứng cao hơn, tức là cũng là một cái duyên của chú. Nhưng mà cái điều tiết lộ ở đây là chồng quá biết được có một không gần không xa sẽ là bố trí lại cái địa hình tại nơi đây cho cậu Nam Vũ Linh, đó là bên phía hội viên tiết lộ đúng không ạ? Viên giám đốc hội viên cũng có sự là chuẩn bị sắp tới nha quý vị, vậy đây là cái thông tin như mình đưa là chính xác 100% luôn, nhưng mà cái thời gian thì không biết chính xác ha, tới đâu thì mình sẽ cập nhật cho bà con tới đó nha. Ở bên đây thì có những cái kỹ vật ha, đây của nhà Hơ Kiên Giang nè, lúa xạ miền Nam nè. Kỹ vật nhiều lắm anh. Anh của là anh đạo diễn Quỳnh Phúc Điền nè, rất trẻ ha. Đây là cái cây gậy của nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển nè, với bộ đồ của ông. Để mình đi kiếm, quan trọng là mình đang đi kiếm một cái gì biết không? Cái gì anh?
kỷ vật của Bác Ngộ. À, không biết là có chưa ha? Em nghĩ chắc chưa đâu. Tại vì chưa có ha. Chắc chưa nên mình chưa thấy nè. Anh ơi, anh Minh ơi, ở đây còn hai cái bàn thờ nè, thấy không? Ở đây còn hai cái bàn thờ chưa có sử dụng, thấy không? Ồ, những cái lưu đồng nè, đây là những cái lưu đồng. Rồi đến đây thì có lẽ là 15m cũng sẽ xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15m Bình Dương ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.